chào tất cả các em. Hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu về con rùa nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Đây là con rùa. Đây là con rùa. Rùa là loài động vật bò sát. Rùa là loài động vật bò sát. Con rùa này đang làm gì? Con rùa này đang ăn. Con rùa này đang ăn. Thức ăn của rùa là thực vật như cỏ, lá xanh và hoa quả. Thức ăn của rùa là thực vật như cỏ, lá xanh và hoa quả. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là cái mai của con rùa. Đây là cái mai của con rùa. Con rùa này có màu gì? Con rùa này có màu vàng nâu. Con rùa này có màu vàng nâu. Các em ơi,
Bài học hôm nay của chúng ta về con rùa đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ theo dõi các bài học bổ ích tiếp theo của Binh TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.